Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Các bạn thân mến, hiện nay với cú bẻ lái quá khét từ từ biên kịch lấy danh nghĩa là người nhà, khi từ chủ đề gia đình bỗng chốc chuyển thành chủ đề tình yêu xối rắm khiến bộ phim bị nhiều khán giả bỏ rơi và bị đánh giá thấp điểm trên trang xếp hạng dưới chung. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Vốn từ một bộ phim truyền hình chủ đề tình thân gia đình được khán giả yêu mến, lấy danh nghĩa người nhà đang quá xa lầy vào chuyện tình yêu nam nữ của các nhân vật. Điều này khiến điểm đánh giá của phim trên đầu ban đang tụt dốc không phanh, thậm chí một trang tin dưới chung còn đang mỉa mai bên kịch là đang yêu hay đang thiếu thốn tình yêu. Khởi đầu với con số 8,6 trên đầu ban, lấy danh nghĩa người nhà vốn chiếm vị trí khá cao trong lòng người xem nội địa chung. Hiện tại, điểm đầu ban của lấy danh nghĩa là người nhà chỉ còn 7.9 Giai đoạn tụ điểm số này bắt đầu khi kịch bản của phim sa đà vào mối quan hệ tình cảm rắc rối giữa các nhân vật. Từ thu bị suối dài là thích tiêm tiêm, lang tiêu thích tiêm tiêm là tam giác tình yêu, thêm minh nguyệt là tứ giác tưởng rằng đã là phức tạp. Nhưng sau khi xuất hiện thêm đường sán thích trang bắc, trang bắc thích minh nguyệt thì đây mới gọi là ma trận, là mê cung tình yêu không lối thoát. Nếu lời đồn của dân mạng thành hiện thực thì cô em gái ruột của lang tiêu cũng sẽ nhảy vào bể bơi tình ái này vì cô bé sẽ có tình cảm với anh nhỏ. Chưa kể cô trợ lý của Lăng Tiêu cũng có vẻ đang crush cấp trên của mình. Đã vậy Lý Tiêm Tiêm còn có bạn trai hờ. Phải khẳng định một điều rằng hiếm có bộ phim nào lại để các nhân vật yêu đương kiểu bắc cầu dối não thế này. Có vẻ như hồi bản thân Lăng Tiêu, Tử Thu và Tiêm Tiêm đều là những người dễ trúng tính xét ái tình. Tình hình căng thẳng, quần quanh này không biết bao giờ mới có thể tìm ra lối thoát. Còn những một nửa chặng đường phía sau, không biết rằng đa giác tình yêu này sẽ được gỡ rối như thế nào cũng không biết rằng ngoài ra có còn nhân vật mới nào tham gia vào đa giác này nữa không. Lấy danh nghĩa là người nhà từ phim tình thân, trở nên giống hệt bộ phim ngôn tình với sơ đồ quan hệ tình cảm giữa các nhân vật dối như tơ vò. Với những mối quan hệ chằng chịt hơn mạng nhện, kịch bản phim có phát triển theo hướng nào cũng sẽ vô cùng rối rắm. Nếu Tiêm Tiêm bỏ bạn trai để yêu Lăng Tiêu, vậy thì có khả năng cô nàng cũng sẽ mất bạn. Nhưng nếu Tiêm Tiêm từ chối Lăng Tiêu thì mọi chuyện còn rối rắm hơn lấy danh nghĩa là người nhà sẽ còn đi xa hơn khỏi chủ đề ban đầu và trở thành một bộ phim ngôn tình ngược tâm đau đớn. Trang Quy Quy, một trang chuyên tin tức của hệ thống mạng số chung, đã đăng một bài nhận định về tình hình hiện tại của phim. Trang này nhận xét rằng nửa đầu bộ phim lấy danh nghĩa là người nhà là phim gia đình, nhưng nửa sau lại thành ngôn tình. Tác giả của bài viết trên trang Quy Quy bình luận, bày ra nhiều cặp đôi như vậy, bên kịch đang yêu hay thiếu thốn tình yêu, tình yêu đâu phải bữa tiệc mà càng đông càng vui. Với tình hình hiện nay thì làm sao mà kết phim đây? Có vẻ như tình cảm dối rắm đã là gu của bên kịch Vương Hùng Thành. Ngay cả trong tác phẩm trước của anh, chạm kế tiếp là hạnh phúc, cũng tồn tại kiểu tình yêu hội trợ như thế này. Càng đông càng vui thật sao? Khán giả yêu thích bộ phim này, đừng vì những rối loạn trước mắt mà bỏ phim. Hãy tiếp tục đồng hành với Lang Tiêu, Tử Thu và Tiêm Tiêm ở các tập tiếp theo của phim nhé. Hãy vững tin rằng dù có nhiều tình tiết bất ngờ và phức tạp, nhưng tới những tập cuối cùng tất cả cũng sẽ đều được giải quyết gọn gàng không để phụ lòng yêu thương của tất cả khán giả. chúng mình làm phim các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những bộ phim hay và thú vị nhất mỗi ngày nhé. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.